quá bất ngờ, loài rùa này đang được thế giới và Việt Nam bảo tồn vì nó sắp tuyệt chủng. Ban đầu, tôi còn tưởng đó là con Maya đang lượn lờ dưới nước. Nhìn đàn cá như giòi nheo nhút, tôi không khỏi trùng mình. Đây là loài cá. Hôm nay, tôi có một chuyến đi lặn biển bắn cá đầy thú vị và cảm giác thật sung sướng khi toàn bộ chiến lợi phẩm đều là những con cá to. Tuy nhiên, mỗi lần nằm yên để chờ cá, tôi không thể ngăn được cảm giác lạnh sống lưng. Ký ức lần trước khi bị cá mập tấn công vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi sẽ cho bạn xem video đó ở vài giây tới. Lần đó tôi bắn một con cá nặng hơn 2kg, to hơn con cá này một tí. Sau đó tôi thu dây và chuẩn bị cho cá vào sâu. Thì bất ngờ từ đâu, một con cá mập lao tới giành lấy thức ăn của tôi. Cảnh tượng xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng và con cá mập hung hãn ấy đã cắn vào tay tôi. May mắn thay, tôi có đeo bao tay nên chỉ bị rách bao tay chứ không bị thương. Thật ra nó chỉ muốn cướp thức ăn từ tôi, nhưng nó quá nhanh khiến tôi bàng hoàng. Đây là clip ngày hôm đó. Cảm giác chạm trán với cá mập thực sự rất đáng sợ, nhưng cũng chính điều đó khiến tôi càng thêm cẩn trọng và nhạy bén hơn khi đi săn dưới biển. Thật ra hôm đó con cá mập đó là cá nhỏ chứ cá lớn chắc nó đã lấy tôi làm bữa trưa luôn rồi. Và khi xem lại clip, tôi thấy mục đích chính của cá mập không phải là tấn công tôi, mà thật ra là nó muốn giành thức ăn trên tay của tôi. Hôm nay, tuy những con cá to làm tôi hào hứng, nhưng sự cảnh giác vẫn luôn thường trực, nhắc nhở tôi về những nguy hiểm tiềm tàng dưới làn nước xanh biếc. Chuyến đi lặn biển bắn cá của tôi thật đặc biệt. Lần này, đa số những con cá tôi bắt được đều là cá mú, có cả cá mú đá và cá mú đỏ. Cảm giác sung sướng trào dâng khi thấy những con cá mú nằm tiểu trong giỏ. Cá mú đá và cá mú đỏ đều là những loài cá rất đẹp và quý hiếm. Chúng có thân hình mạnh mẽ, với vây và đuôi màu sắc rực rỡ, trông rất bắt mắt. Khi đạt kích thước trưởng thành, cá mú có thể dài tới 1 mét và nặng hàng chục kg. Lúc đó chúng thực sự trở thành những ông vua dưới đáy biển. Cá mú đá trưởng thành thường có màu nâu hoặc xám với các đốm đen, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ và uy nghi. Chúng rất khỏe và bơi lội nhanh nhẹn, là đối thủ đáng gờm của nhiều loài cá khác. Cá mú đỏ, với màu đỏ cam rực rỡ và các hoa văn trắng, trông như những ngọn lửa di động dưới nước. Chúng không chỉ đẹp mà còn rất thông minh, biết cách ẩn mình trong các khe đá và rặn san hô để tránh kẻ thù. Mỗi lần bắn được một con cá mú, tôi cảm thấy rất phấn khích. Nhưng cũng chính những chuyến đi này đã giúp tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài cá biển quý hiếm. Cá mú trưởng thành không chỉ là một nguồn thức ăn bổ dưỡng mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển, giữ cân bằng môi trường sống dưới nước. Cảm giác bắt được những con cá mú lớn hôm nay không chỉ là niềm vui của một người thợ săn mà còn là sự kính trọng đối với vẻ đẹp và sức mạnh của tự nhiên. Tôi tự nhủ sẽ luôn tôn trọng và bảo vệ biển cả để những con cá mú tuyệt vời này có thể tiếp tục phát triển và sinh sôi trong môi trường tự nhiên của chúng. Tôi đã trải qua một trải nghiệm mà đến giờ vẫn còn nhớ như in. Ở clip trước, tôi đã bắn được một con cá mú to bằng cơ thể người trưởng thành. Buổi sáng hôm đó, biển rất yên bình và trong xanh. Tôi chuẩn bị kỹ càng các dụng cụ lặn và với khẩu súng săn cá trên tay, tôi bắt đầu lặn xuống làn nước mát lạnh. Khi tiến sâu hơn vào lòng biển, tôi phát hiện ra một hang đá lớn nơi có nhiều loài cá ẩn náu. Bất ngờ, tôi nhìn thấy một bóng dáng lớn lướt qua và khi tiến lại gần, tôi không thể tin vào mắt mình, đó là một con cá mú khổng lồ. Con cá mú này có kích thước khổng lồ, gần bằng cơ thể của một người trưởng thành, với chiều dài khoảng 1 mét và nặng chừng 70kg. Lớp vảy màu nâu đậm với những đốm đen nổi bật làm nó trông vô cùng uy nghi và mạnh mẽ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát và chờ đợi thời cơ. Khi con cá mú dừng lại gần một tảng đá, tôi nhắm kỹ vào bắp cò, phát bắn trúng đích, và con cá mú dễ dụ mạnh mẽ. Tôi nhanh chóng bơi tới, dùng hết sức để kéo nó vào bờ. Cảm giác kéo được con cá mú khổng lồ lên bờ thật khó tả. Niềm vui sướng và tự hào trào dâng khi nhìn thấy thành quả của mình. Nhưng cuộc săn cá không dừng lại ở đó. Tiếp tục cuộc săn, tôi gặp một đàn cá sói, loại cá có thân dài và vảy bạc lấp lánh. Cá sói không chỉ ngon mà còn rất khó bắt vì chúng bơi rất nhanh. Tôi phải hết sức tập trung, chờ đợi thời điểm thích hợp. Khi một con cá sái bơi gần, tôi nhanh chóng nhắm bắn và trúng mục tiêu. Cảm giác chinh phục được loài cá này thật tuyệt vời. Đến giờ, mỗi khi xem lại clip đó, tôi vẫn cảm thấy tự hào về chiến tích đặc biệt này. Khi bơi qua các tảng đá và rặng san hô, tôi bất ngờ nhìn thấy một bầy cá dìa bơi lội qua trước mắt. Cá dìa với thân hình dẹp và màu sắc sặc sỡ luôn là một cảnh tượng hấp dẫn. Chúng bơi lượn nhanh nhẹn, không để lỡ cơ hội, tôi nhẹ nhàng đưa súng lên và nhắm vào một con cá dìa lớn. Tôi nín thở, tập trung cao độ, sợ bắt con. Phát bắn chính xác, con cá dìa trúng đích và dãy dụ trước khi tôi kéo nó vào giỏ. Cảm giác thành công khiến tôi không khỏi hào hứng. Ánh sáng phản chiếu lên lớp vảy bạc lấp lánh khiến khung cảnh trở nên kỳ ảo. Tôi cảm nhận được sự sống động và phong phú của đại dương dưới chân mình.
Cá diều không chỉ đẹp mà còn rất ngon, đặc biệt khi nướng hoặc chế biến các món nhiều nấu ngót. Thịt cá diều dai, ngọt và rất thơm là món khoái khẩu của nhiều người. Khi nghĩ đến việc thưởng thức món cá diều nướng thơm phức hay món cá diều nấu ngót, thịt cá diều dai, ngọt và rất thơm. Tiếp tục cuộc săn, khi lặn xuống độ sâu khoảng 20m, tôi bắt đầu thấy những cảnh tượng kỳ ảo dưới lòng biển bất ngờ. Ở một góc khuất, tôi phát hiện một cảnh tượng lạ lùng. Thoạt nhìn, tôi thấy một đám đông đen ngòm, đút nhút và di chuyển nhịp nhàng như một thực thể duy nhất. Cảm giác trùng mình chạy dọc sóng lưng, tôi thoáng nghĩ đó là Maya, một sinh vật kỳ bí trong những câu chuyện dân gian. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiến lại gần hơn để nhìn rõ. Những sinh vật đen đặc, bơi lội chậm rãi, thật giống như một bầy dơi khổng lồ lúc nhúc, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn và ám ảnh. Nhưng khi tiến lại gần hơn, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là Maya, mà là một bầy cá con khổng lồ. Ước tính, bầy cá này có hơn 1 triệu con, mỗi con nhỏ bé nhưng bơi lội đồng điệu, tạo nên một bức màn di động dưới nước. Chúng bơi theo hình dạng và nhịp điệu như được điều khiển bởi một ý thức chung, khiến tôi không khỏi kinh ngạc và thán phục. Cảnh tượng đó thật sự cuốn hút và mê hoặc, nhưng cũng mang một nét huyền bí và đầy tâm linh. Tôi cảm nhận như mình đang đứng trước một hiện tượng kỳ diệu của tự nhiên, nơi mà sự sống thể hiện một cách mạnh mẽ và đầy nghệ thuật. Không những vậy, lần này tôi còn khá may mắn khi gặp được một loài sắp tuyệt chủng. Tôi đã vô tình gặp một loài rùa biển rất quý hiếm. Đó là một con rùa biển khổng lồ, lớn hơn bất kỳ con rùa nào tôi từng thấy. Với lớp vỏ nâu đỏ bóng loáng, nó bơi một cách uyển chuyển và thanh thoát, như thể đang nhảy múa trong làn nước. Tôi nhận ra ngay đây là loài rùa quý hiếm mà cả thế giới và Việt Nam đang nỗ lực bảo tồn, loài rùa biển sắp tuyệt chủng. Trái tim tôi đập nhanh, không phải vì sợ hãi mà vì sự ngưỡng mộ và hạnh phúc khi được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời này. Tôi quay lại toàn bộ hành trình của nó, từ lúc nó lướt qua những tảng đá lớn, tìm kiếm thức ăn cho đến khi nó nổi lên mặt nước để thở. Những cảnh quay này thực sự là một kho báu vô giá đối với tôi và có thể cả cộng đồng bảo tồn thiên nhiên. Khi con rùa từ từ biến mất vào khoảng không gian rộng lớn của đại dương, tôi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Tôi biết rằng chuyến đi này không chỉ là một cuộc phiêu lưu mà còn là một cơ hội để tôi đóng góp vào công cuộc bảo vệ loài rùa quý. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho chuyến lặn biển săn cá của tôi. Người dân ở đây thường nói rằng gặp rùa là gặp may mắn. Và quả thật, khi tôi vô tình gặp được một con rùa biển quý hiếm, mọi thứ dường như thay đổi. Chuyến đi trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Ngay sau đó, tôi liên tục gặp những con cá to và việc săn cá trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Con rùa biển này là một loài sắp tuyệt chủng, được cả thế giới và Việt Nam đưa vào sách bảo tồn. Tôi đã may mắn quay lại được toàn bộ cảnh tượng hiếm hoi này. Nếu bạn thích những thước phim quý báu và những cuộc phiêu lưu kỳ thú, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu bạn có chủ đề nào hay hơn, hãy bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắng quay những thước phim theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn bạn đã xem. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.